đi uống bia nha anh em. Quán hải sản ở vỉa hè, uống bia quán hải sản vỉa hè. Bên kia là bà chủ quán rất là xinh đẹp. Có gì ta mới nãy kêu gì vậy ta? Mì hải sản truyền thống ở Sài Gòn phải không? Đi hải sản này không vậy không? Rồi đi nhậu ở đây được, ngồi uống bia đây cái được cái mát hay nên là nó vui. Món đầu tiên như hấp xả quá đã. Soi luôn mấy trời. Nhìn mắm đây à? Đó, rồi nó mắm cho mình đây bạn. Rồi uống bia thôi anh em. Quá dữ rồi, dĩa mì này kinh hoàng rồi. Không tay. Tài xào mì xào không tài chứ. Hết sảy. À, cái này nó bật. À. Đi hấp xả. Để nó mắm quá đẹp. Đây cái mì này, cái mì này nhiều quá. Ăn không có đợt hết luôn. Kêu về thói quen. Gà muống nè, ốc móng tay vì nó quen. Trời mưa ăn ốc với hè Sài Gòn đúng bài ha. Ở đây là quán Đông Diêm, quán này đi uống bia được mấy năm rồi. Từ lúc mà bà lên xuống quán này. Quán này là đi theo thành đồ xiên. Nó hộp vậy bao nhiêu món? Không, cái này của anh ta chứ. Món mua thêm món rẻ. Me nè, nước dùng nè, có người chuyên dịch luôn, chuyên thiệt luôn. Đó, xào quán này đi nhậu được mấy năm rồi, dữ lắm rồi. Đó, quá trời đường, 4 đường rồi. Rất ngon đó. Thấm phải. Nghe nói là biết không bao giờ biết nấu ăn. Làm một cái ếch khô ốc sải cho ta chưa? Làm giùm đi Nhi, tôi đang làm đem đồ đem về cái Nhi. Làm đi vậy Nhi. Này nhiêu tiền mình em? Hãy subscribe cho kênh bì. Đây các bác bì lon không miệng. Hả? Bì lon hả? Không. Cái này nó mới chanh, bì lon sao?